tôm mình đang cười sao đâu cười qua coi coi. Cười sao? Sao hồi nãy ông cười giống nãy? Cười sao đâu? Sao giờ cười khác rồi, giờ giờ lên lên TV cái đầu. Cười khác, ầm vô rồi hãy bóc tôm ăn con. Ầm vô nè. Lên TV cái cười khác nè. Con ăn gì hoài không có mở mở gì chứ. Nè, tôm nè. Nè. Nhai nó con cải đó. Nhai nó. Rau á, rau cải á. Con nhai nó. Không. Tôm nè. Không ăn thì lấy nhả ra cho đây. Ăn lẹ đi nha, mẹ ăn sắp hết cháo rồi đó nha. Một lát mà xin nữa là không có đâu nha. Ba coi chừng gần á cây. Nè tôm nè, ăn tôm với cháo luôn nè con. Bóc không. Nè. Nè ông. Nè tôm nè. Ầm vô, ầm miếng cháo vô. Ầm đây rồi ba lấy qua. Ầm vô. Ầm to miệng ra. Nè tôm trong đây có mà. Cái muỗng múc cháo lên ăn con. Nam, lấy muỗng múc cháo lên ăn. Nam, lấy muỗng múc cháo lên ăn. Ừ, con kề lấy cái muỗng múc cháo lên ăn, cháo nó mới hết. Ăn gì mà ăn đồ ăn không vậy con? Ngon không? Con cơm với gì đó? Ăn thêm miếng rau nữa đi, cho nó cao lớn nha. Sao con bóc đồ ăn, ăn thơm vợ. Giỏi. Ăn miếng đi.